Hello, chào các bác. Nay chắc là cả nhà mọi người đi chơi hết rồi. Chắc chơi lễ vui. Nay là ngày đầu tiên mà em đóng cái Facebook cá nhân này trong một khoảng thời gian nhất định. Chắc là khoảng tầm một tháng gì đấy. Nhưng mà trước khi đóng Facebook thì ngày đầu tiên đóng thì em có trực tiếp. Hiện tại đang ngồi ở quán cà phê Coffee Bean ở trên đường Lê Duẩn. Bên tay trái đây là Đại sứ quán Mỹ, bên tay trái đây phía trước đây là Đại sứ quán Mỹ, bên này là Coffee Bean trên cái chỗ Cung Hô đường Lê Duẩn Hồ Chí Minh. May thì cũng đi chơi lễ cho người ta nhưng mà chơi tại Hồ Chí Minh thôi, không có đi đâu xa cả. Các bác anh chị chắc là cũng nghe rõ đúng không ạ? Có nghe rõ không ạ? Để em xem nào. Chắc là nghe rõ rồi. Đây các bác anh chị. Đây là đại sứ quán Mỹ này. Trước cái đại sứ quán Mỹ, còn phía bên này chỗ này là chỗ Cung Hô Lê Duẩn. Có tiếng âm thanh ok, hôm nay cà phê Coffee Bean ngay Cung Hô luôn. Ok. Nghe rõ âm thanh rồi đúng không? Rõ âm thanh là tốt rồi. Thì thưa các bác các anh chị là hôm nay thì trực tiếp cái buổi cuối ở trên Facebook cá nhân thì sẽ đóng cái Facebook cá nhân này trong vòng một tháng. Và dưới cái tựa đề của cái video trực tiếp này thì có nêu rõ với các bác anh chị rồi. Thì tạm thời thì Thắng sẽ chuyển các cái hoạt động của nhóm tự doanh chứng khoán sang cái fanpage á, là tự doanh chứng khoán luôn, cho nó giống cái trên YouTube là tự doanh chứng khoán. Vì vậy là hôm nay thì đầu tháng 5, mùng 1 tháng 5 thì cũng gửi các anh chị biết cái thông tin để các bạn biết cái thông tin để là like cái trang fan ở phía dưới có cái đường link fanpage đấy ạ. Để mà tiện theo dõi các cái cập nhật các cái thông tin. Và sau này thì cái việc trực tiếp trên Facebook của Thắng cũng trên cái trang fanpage đấy. Cộng với việc là những cái video mà trực tiếp trên YouTube đấy thì cũng sẽ đăng lại trên trang fanpage đấy. Bởi vì cái việc này đó là cái việc là Thắng muốn đồng bộ cái việc mà cái nhóm câu lạc bộ tự doanh chứng khoán, cái nhóm tự doanh chứng khoán với lại trên Facebook cũng tự doanh chứng khoán, thì nó sẽ làm cho mọi người cảm thấy là nó dễ và nó tiện theo dõi hơn. Còn trên trang cá nhân thì nhiều khi nó có một số vấn đề liên quan tới vấn đề cá nhân á, nó sẽ lộn xộn và không có tiện cho cái việc mà mọi người các bác anh chị là theo dõi cái vấn đề liên quan đến chuyên môn là chứng khoán. Hiện tại thì đang ở ngay chỗ Cung Hô Lê Duẩn, vì vậy nên là cũng làm cái video này để tiện để thông báo với lại mọi người cái chuyện mà chuyển nhà này, để cho mọi người tiện trong cái câu chuyện là like cái fan tự doanh chứng khoán. Cái đường link thì để ngay trên cái tựa đề của bài viết rồi, nên mọi người có thể là sẽ cố gắng là click vào cái fan đấy để theo dõi và tiện trong các cái hoạt động sau này. Thì nhân tiện video này thì Thắng cũng có hôm nay muốn nói tới một cái chủ đề cho mọi người gọi là nghỉ lễ nhưng mà không quên, gọi là ăn vui chơi nhưng mà không quên nhiệm vụ anh chị. Đó là một cái chủ đề, đó là đúng sai anh chị, đúng sai trong kinh doanh chứng khoán. Thì cái chủ đề đúng sai trong kinh doanh chứng khoán thì nó cũng gói gọn trong ba cái từ, đó là thực ra thị trường chứng khoán thì cái việc đúng và sai nó có một cái khoảng cách rất là ngắn luôn. Thì chúng ta mới đặt vấn đề là đúng hay sai khi mà ra quyết định mua hay bán, là câu hỏi mà nhiều các bác anh chị và các bạn luôn đặt ra và muốn tìm ra được cái câu trả lời chính xác nhất cho cái vấn đề đúng hay sai này. Thì tiện buổi hôm nay thì đang ngồi ngay tại trung tâm quận 1 luôn, ngay bên cạnh Đại sứ quán Mỹ. Thì con nói chuyện một chút với anh chị một tí thôi về cái góc độ đúng sai này. Thì cái đúng sai này nó rất là quan trọng đối với câu chuyện chúng ta giải ngân để tìm kiếm cái biên lợi nhuận phù hợp trong cái quá trình ra cái quyết định đầu tư. Thì câu chuyện này thì nó là như thế này. Thưa với các anh chị, tôi lấy ví dụ, nếu như các anh chị đi trên đường, giả định các anh chị đang đi xe máy, thì nếu như anh chị dùng cái tham chiếu của vật lý, thì nếu xe máy mà so với xe đạp đang đi trên đường thì anh chị sẽ đi nhanh hơn xe đạp. Nếu như so với cái cây trên đường
làm tham chiếu thì anh chị sẽ có cái vận tốc của cái xe máy so với cái cây. Nhưng nếu các anh chị so cái xe máy với một cái xe phân khối lớn hay là ô tô thì anh chị sẽ đi chậm hơn ô tô. Và nếu như so với cái việc mà vận tốc của xe máy của anh chị đi, mà nếu so với một cái viên tốc độ của một viên đạn bay từ cùng hướng với lại hướng đi của anh chị, hay là so với lại tốc độ của tên lửa hay máy bay, thì rõ ràng là anh chị sẽ cảm thấy là gần như là chúng ta đứng yên, gần như là chúng ta đứng yên, đúng không anh chị? Đối với tốc độ của nó quá nhanh. Thì từ cái câu chuyện vật lý như thế thì chúng ta mới nói đến câu chuyện là đúng hay sai trong khi giao dịch. Thì cái câu chuyện là cái hàm tham chiếu, tức là cái hàm tham chiếu của chúng ta là cái gì thì chúng ta sẽ cho đúng hay sai. Tôi lấy ví dụ, nếu như chúng ta mua mà sau khi mua xong chúng ta bị lỗ về mặt ngắn hạn, thì nếu như so với ngắn hạn thì chúng ta có thể là sẽ là sai. Nhưng nếu như so với cái khoảng thời gian, sau một khoảng thời gian anh chị nắm giữ và anh chị bắt đầu lời trở lại, gọi là theo trung hạn, thì các anh chị lại là đúng. Và nếu như lại so với cái vấn đề dài hạn hơn nữa, tức là sau một vài năm anh chị có một cái biên lợi nhuận khá là lớn sau khi giao dịch một cổ phiếu nào đó, thì như vậy thì chúng ta lại thay đổi cái tư duy về cái câu chuyện đúng sai. Thì lúc đó nó không còn là sai nữa, mà nó là rất đúng, đúng rất là đúng luôn đấy. Thì như vậy thì nếu như mà cái hàm tham chiếu của chúng ta thay đổi về mặt cái tư duy, về mặt thay đổi về cái hàm tham chiếu, thì chúng ta sẽ tự nhìn nhận được cái câu chuyện là đúng hay sai trong khi giao dịch. Chứ không phải không hẳn là khi chúng ta mua trong cái là lỗ ngắn hạn thì chúng ta cho rằng là giao dịch đó là giao dịch sai. Bởi vì chúng ta giao dịch đó, nếu như mà trong cái phương pháp ngay ban đầu, kế hoạch ban đầu là mua để cho ngắn hạn lướt sóng, thì đó mình mới xác nhận đó là sai và cắt lỗ. Nhưng nếu ta mua cho dài hạn thì nó lại là đúng. Thì giữa cái việc cân đối như việc đúng sai như thế, thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái thương vụ giao dịch của chúng ta nó có một cái tương đối nhất định. Nó có tương đối nhất định. Thì có cái tương đối nhất định như thế thì sẽ dẫn đến cái câu chuyện là chúng ta luôn luôn phải quay lại cái vị trí ban đầu, tức là chúng ta phải lên kế hoạch. Chúng ta lên kế hoạch thì chúng ta mới biết được rằng là khi mà chúng ta giao dịch thì nó là đúng hay là sai so với kế hoạch của chúng ta, chứ không phải là so với cái việc mà tăng hay giảm của thị trường, hay là do so với cái câu chuyện là ta đang lỗ ít hay lỗ nhiều hay lời. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta đang lỗ thì có thể là ngày mai nó sẽ lời, có thể là nếu chúng ta để lâu hơn một chút nó sẽ lời, nhưng chúng ta cắt đi mà nó lên lại thì chúng ta lại sai, tức là sai chồng sai. Thế là khi mà chúng ta đang lỗ mà chúng ta chỉ cần gọi là kiên nhẫn giữ thêm một chút nữa là chúng ta thành lời, thì cái thương vụ sai đó nó lại thành đúng. Nhưng chúng ta mà cắt ngay đi thì nó lại lên lại thì chúng ta lại là sai. Tức là cái sai mua vào là đã là sai rồi, cắt đi nó lên lại là sai nữa, nó gọi là sai double sai. Đấy, những cái chia sẻ như thế để chúng ta có cái định lượng thêm về cái tư duy đúng sai. Bởi vì hôm nay thì có ngồi gọi là chè dư tiểu hậu ấy, là hay nói chuyện với câu chuyện đúng hay sai của cái một cái vấn đề ABC nào đó liên quan đến ngày giải phóng 30/4, hay là ví dụ như là liên quan đến câu chuyện là này kia mang tính chất chính trị, là gọi là ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế. Thì chúng tôi có muốn bàn thêm một cái vấn đề liên quan đến cái việc mà trong cái đối giới đầu tư á, nó quá nặng nề cái câu chuyện đó là cái tư vấn của quý anh chị hay là của các bạn trong giới là tư vấn như thế thì được coi là tư vấn hợp lý, tư vấn đúng, hay là tư vấn như thế thì được coi là tư vấn sai và chưa hợp lý. Thì sai đúng ở đây nó có khoảng cách quá gần luôn, vì nó quá gần mà chúng ta không làm rõ với nhau, không đi vào những cái tranh luận mang tính gọi là chuyên môn hơn, thì chúng ta sẽ dễ lầm lẫn giữa cái câu chuyện là cái ý của cái người tư vấn nó như này, nhưng mà chúng ta hành xử khác đi thì thành thử nó sẽ thành sai đúng lẫn lộn. Quan trọng nhất đó là cái đích đến và cái cuối cùng, đúng như cái bạn nào đó nói là cái đích đến nó là cái gì và cái mục đích của chúng ta để làm gì. Chứ còn nếu như chúng ta mà đầu tư mà nặng tới cái tính mà quá đúng sai trong một cái khoảng nào đó, và chúng ta xét cái hàm tham chiếu, tức là cái thứ để chúng ta tham chiếu vào, chúng ta sử dụng cái kết luận mà sai, thì chúng ta cũng sẽ cuối cùng sẽ dẫn là sai chồng sai, cứ hết sai này đến sai khác. Chúng ta không làm rõ chuyện đó là rất là khó, thưa các bạn các anh chị. Thì vài phút của ngành nghỉ thì để chia sẻ với các anh chị như thế, mục đích chính là cũng cung cấp thêm cho anh chị một cái góc nhìn khác về thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó nữa thì cũng nhân tiện ngày lễ 30/4 mùng 1 tháng 5 thì gửi tới quý các anh chị đang và đã theo dõi tự do chứng khoán. Thực ra thì nó là trước đây
chúng tôi đặt nó là câu lạc bộ tự doanh chứng khoán, nhưng vì nó dài quá nên chúng tôi đổi nó thành tự doanh chứng khoán thôi, nhưng bản chất nó là câu lạc bộ tự doanh chứng khoán, nhưng chỉ dùng 4 từ là tự doanh chứng khoán. Và sau nhiều lần tranh luận với các anh em cùng làm trong cái nhóm tự doanh chứng khoán thì chúng tôi quyết định rằng là sẽ chuyển tức là không còn để ở cái vai trò là cá nhân hóa Lê Văn Thắng nữa, trên cái Facebook cá nhân Lê Văn Thắng nữa, mà chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ những cái thông tin, dữ liệu, các cái vấn đề chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức gửi tới các quý anh chị, các bạn ở góc độ là đứng vai trò là nhóm tự doanh chứng khoán. Chứ cái tính chất mà cá nhân hóa ông Lê Văn Thắng thì nó sẽ dẫn đến câu chuyện đó là nó chỉ là một con người, nó không phải là một nhóm và một tổ chức, nó không tạo ra những cái giá trị mang tính gọi là cộng đồng và tính tạo thành đưa cao hơn, và nó cũng không tạo ra được cái liên kết của cái câu chuyện gắn kết để làm một cái nhóm, một cái cộng đồng lớn giúp ích nhiều cho các anh chị hơn. Bởi vì một con người không thể là tạo ra được nhiều cái giá trị, mà cần phải cả một cái cộng đồng lớn, cả một cái nhóm có nhiều những cái trí tuệ, nhiều cái chất xám hơn, thì có như vậy thì cũng sẽ mong rằng là sẽ giúp ích được các anh chị nhiều hơn, để chia sẻ được những kiến thức mang tính chất trí tuệ, gọi là trí tuệ tổng quan hơn, trí tuệ của một nhóm hơn. Và cũng mong rằng là tiếp tục nhận được những cái sự ủng hộ nhiệt tình của quý anh chị. Thì anh chị mà nào mà sau này xem lại cái video này thì vui lòng là để ý là cái link Facebook là www.facebook.com/tự doanh chứng khoán mà chúng tôi để ở cuối đó. Hay là chúng tôi anh chị là click vào cái link trên cái bài trực tiếp này, hoặc là ở dưới cái bài trực tiếp này, cái buổi trực tiếp này có một cái link ở dưới này, chúng tôi có để y nguyên giống như cái những cái status của cái bài trực tiếp này, thì anh chị click vào đấy để like cái trang fan đó, là cái trang sẽ cung cấp tất cả các thông tin cho các anh chị. Và cái trang fan như thế, anh chị chỉ cần like trang fan thì anh chị có thể bình luận được, có thể like, có thể chia sẻ được, không cần phải là kết bạn với ông Lê Văn Thắng thì mới like và chia sẻ bình luận những cái vấn đề liên quan đến kiến thức mà chia sẻ cho cộng đồng. Đây là cái mục đích mà tôi muốn tạm thời là đóng Facebook trong vòng một khoảng thời gian để chúng tôi cơ cấu lại các cái bạn bè. Ở đây chúng tôi muốn phân loại cái bạn bè của gọi là cá nhân của ông Lê Văn Thắng ra, còn cái nào gọi là anh em cùng đam mê về ngành chứng khoán sẽ tách riêng ra thành một cái mảng khác, thành sang một cái trang fan. Là và hơn tới nữa thì cái trang fan này thì sau này á, thì nó là fanpage, nó là một cái trang web của Facebook, nên là Google nó sẽ cho phép là tìm kiếm trên Google, thì anh chị chỉ cần tìm từ tự doanh chứng khoán là nó vừa ra cả kênh YouTube của Facebook, cả dây YouTube của tự doanh chứng khoán, mà nó vừa ra cả cái trang fanpage Facebook của tự doanh chứng khoán luôn, thì chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật cả hai cái luồng thông tin ở cả hai bên. Các video sau này chúng tôi tìm kiếm được những video, những đường link, những cuốn sách, hay là những video mà của các anh chị gọi là cùng nghề, như ví dụ như anh chị Phát, như anh bạn Đạt Nguyễn, ví dụ như anh Gia Bình, ví dụ như một số các cái anh chị cùng nghề mà có những cái thông tin, những kiến thức mà hay giúp ích cho các anh chị, chúng tôi cũng sẽ đăng trên cái fan tự doanh chứng khoán này. Mong rằng là tiếp tục nhận được cái sự vỗ tay nhiệt tình bằng việc là like mạnh cái video này để nhiều người biết tới, để mục đích là sẽ chuyển nhà. Cái đợt chuyển nhà này sẽ thành công tốt đẹp nhất, là chuyển nhà của chúng ta từ Facebook cá nhân của ông Lê Văn Thắng sang cái trang tự doanh chứng khoán mà link chúng tôi đã để dưới cho các anh chị đây. Anh chị cảm ơn và chào, hẹn gặp lại các anh chị trong một cái buổi trực tiếp sau. Chào các anh chị ạ.